Chào mừng quý khách đến với tour du lịch Tân Trào Na Hang 2 ngày 1 đêm do Let's Tour tổ chức. Cùng đoàn khách là các cô, các chú Hưu Chí, trưởng đoàn là chú Bùi Hữu Thu và chú Nguyễn Phương Đông. Đoàn chúng tôi khởi hành lúc 6 giờ sáng tại địa chỉ 128 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội đi Sơn Dương, Tuyên Quang. Với quãng đường khoảng 130 km, những giây phút giao lưu trên xe cùng cười vui và ca hát giúp cho khoảng cách di chuyển như ngắn lại. Thì 9 bỏ là 10, nói tóm về nhà cũng như xã hội mình coi như là gặp nhau là vui vẻ, là thấy khỏe mạnh, phấn khởi. Thế là sung sướng lắm rồi. Cho nên là rất cảm ơn tất cả mọi người. Thì thực ra là Văn Ôn Võ Liệt, bây giờ các cái thành viên của mình, của đơn vị mình ấy, bây giờ về cho thành ca sĩ và coi như là trở thành nhà thơ hết. Cho nên là mình cũng trả được cho Facebook ăn thơ, ăn ca gì cả. Cho nên bây giờ nói tóm lại là hát nó cũng khó. Cho nên là hát bài Như Có Bác Hồ trong ngày vui ngày thắng, tất cả chúng ta cùng hát. Ba mươi năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Ơi, ta về với nhau đã trở về thăm như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi người trời xanh kia trên đầu đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau. Là chúng ta đã một thời ở chung cái dãy nhà cấp 4 tranh nhau bờ mương với lợn và sử dụng chung cái khu vệ sinh, cho nên rất nhiều kỷ niệm. Thế thì nếu mà cô cũng nguyện vọng thì tôi cũng xin phép các hội viên trong hội sẽ kết nạp cô vào thành viên của hội. Và muốn vào thành viên của hội đấy thì quy chế của hội là phải một bữa tổ chức khao tất cả các hội viên trong hội. Thì còn mức khao bao nhiêu là tùy tâm. Mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Khoảng 3 tiếng di chuyển từ Hà Nội, đoàn chúng tôi đến với khu di tích cách mạng Tân Trào. Cả đoàn cùng theo chân cô hướng dẫn viên Tân Trào di chuyển, tham quan khu du lịch, khu di tích cách mạng, cùng nghe giới thiệu về Tân Trào, nơi thủ đô kháng chiến, là nơi gắn liền với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. Đưa cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến 1954 giành thắng lợi vẻ vang. Thank you.
Vậy phải. Đó là địa điểm di tích Lán Nà Nưa, một cái lán đơn sơ giản dị, nhưng chính tại nơi đây, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người đã ở và làm việc Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và thưa cô chú, nhờ với một tên gọi rất giản dị và gần gũi, đó là Phủ Chủ tịch bằng tre nứa giữa núi rừng Tân Trào đấy ạ. Và kính thưa cô chú, hiện nay ở trên khu rừng này, ngoài lán Bác ở và làm việc tại đây, thì còn có rất nhiều những căn lán ở trên khu rừng Nà Nưa này nữa. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gồm các địa danh nổi tiếng như Đình Hồng Thái, Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Cây Đa Tân Trào, cụm di tích ATK Kim Quan. Đây là những địa chỉ đỏ hấp dẫn du khách khi đến với du lịch Tuyên Quang. Đoàn chúng tôi tham quan, dâng hương tại Lán Nà Nưa, Hòn Đá Thể, Mái Đình Hồng Thái, cùng chụp hình lưu niệm bên cảnh quan nơi đây, bên di tích Cây Đa Tân Trào. Đặc biệt ở đây cô chú thấy lá cọ bà con nhân dân ở đây lợp rất là dày, nên theo quan niệm của bà con nhân dân trong vùng, lợp dày thì phải trên 20 năm chúng ta mới phải lợp lại một lần. Và vì đình này là đình của người Tây, nên khi cô chú đến đây sẽ thấy rằng đình Tân Trào có rất nhiều những nét khác biệt. Sau đó, đoàn di chuyển về thành phố Tuyên Quang dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tiếp tục di chuyển từ Tuyên Quang đi Na Hang, nhận phòng khách sạn, dùng cơm tối và nghỉ đêm tại Na Hang. Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Ngày 2 trong tour du lịch Tân Trào Na Hang. Sau bữa sáng, đoàn chúng tôi di chuyển ra bến thủy Na Hang, chụp hình lưu niệm, sau đó lên thuyền du ngoạn hồ Na Hang thơ mộng. Vẻ đẹp huyền ảo của hồ sinh thái Na Hang hiển hiện, ấn tượng đầu tiên là núi Bắc Tạ hay còn gọi là Tạ Sơn Huyền Sử, ngọn núi linh thiêng nằm ngay vị trí giao thoa giữa sông Gâm và sông Năng. Đoàn di chuyển lên tham quan và lễ tại đền Bắc Tạ linh thiêng, gắn với giai thoại về vị tướng tài giỏi Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Sau đó, đoàn tiếp tục du ngoạn trên hồ Na Hang, cùng giao lưu ca hát trên thuyền. Những giây phút vui tươi sôi động này sẽ còn lưu giữ mãi trong video mà chúng ta đang xem. Yeah.
Trên hồ Na Hang thơ mộng, con thuyền lướt trên dòng nước xanh màu ngọc bích, hai bên là những dãy núi đá vôi điệp trùng và rừng nguyên sinh xanh thẳm. Đoàn đến với khu vực cọc vài phạ đã đi vào huyền tích người Tày nơi đây là cọc buộc châu trời. Cọc vài phạ như một biểu tượng của du lịch hồ Na Hang, những ngọn núi nhấp nhô bên mặt hồ trong xanh soi bóng như một bức tranh thủy mặc của tự nhiên, khiến không ít du khách bị lầm tưởng rằng mình đang đi lạc giữa kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Na Hang và danh thắng cọc vài phạ, đoàn chúng tôi di chuyển lên tham quan thác Quỷ Nhi.
Từ bến thuyền Hồ Na Hang, quý khách bách bộ qua rừng cây gỗ mỡ, di chuyển chừng 200 mét, du khách đã tiếp cận với dòng thác Quỷ Nhi, một thác nước nổi tiếng tại Na Hang. Với nhiều tầng khác nhau kéo dài hàng km, mỗi tầng thác hiện ra trước mắt du khách đều hùng vĩ, nước tung bọt vào vách núi trắng xóa như dải lụa mềm mại. Những tầng đầu tiên của thác Quỷ Nhi có dòng chảy mạnh. Dưới chân thác đọng lại một lòng ao lớn, du khách có thể tắm mát và tận hưởng giây phút thư giãn hiếm có. Khi được các chú cá bác sĩ massage chân miễn phí cho du khách, cảm giác tuyệt vời này để lại ấn tượng đặc biệt cho du khách khi đến với thác Quỷ Nhi. Từ tầng thác đầu tiên, quý khách di chuyển tiếp chừng 10 phút, sẽ nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm sát bên tai, báo hiệu bạn đã đến đỉnh thác Quỷ Nhi. Dòng thác cao vài chục mét với những dải nước trắng xóa tựa mây trời phi thẳng từ trên cao, tạo nên cảnh quan hùng vĩ giữa đại ngàn núi rừng Na Hang. Sau khi tham quan thác Quỷ Nhi, đoàn trở lại thuyền, dùng cơm trưa trên thuyền và xuôi lại bến. Cả hành trình du ngoạn trên hồ Na Hang kéo dài chừng 4 tiếng đồng hồ là kết thúc, đoàn chúng tôi lên xe trở về Hà Nội, tạm biệt Na Hang thơ mộng. Kết thúc hành trình du lịch Tân Trào, Na Hang 2 ngày 1 đêm, đoàn lại tiếp tục giao lưu trên xe như không hề mệt mỏi, cùng đọc thơ và ca hát. Của thủ đô kháng chiến gió ngàn, sau mấy lần trao đổi luận bàn, thì Let Tour là công ty ta chọn. Tháng cuối năm mọi người bận rộn, mà chuyến này hồi cũng đủ một xe. Trời cuối thu nhạt nắng, chặt ánh nắng hè, để đầu đông hanh hao xe lạnh. Van liên lạc xếp phòng cố tránh, chồng khác phòng vợ có ngủ đâu yên. Nhân sự thay diễn đến mấy lần, công ty mệt vẫn cười môi miêu đẹp. Thay đổi thì tôi phải gọi công ty. Công ty cứ gượng cười thôi, nhưng mà cười môi miếng chặt. Mới đầu ngày cô phải trông tất bật, bác rượu bia nước ngọt chất lên xe. Ngày hoàng đạo thấy thuận lợi ghê, hôm qua ngày hoàng đạo chưa đến giờ đã đủ người xuất phát. Quán ăn ngon mỗi người dùng hết bát, năng lượng dư xe thư thả lên đường. Cháu bách nhằm về hướng Sơn Dương, nơi điểm đến mọi người đang mong đợi. Nhìn anh Hoan có điều nghi ngờ, chắc chuyến này lại thiếu vắng Hồng Xô. Chú Trường Mộc sung sướng bất ngờ vì hai ngày đã không còn đối thủ. Đến thủ đô đoàn tham quan đủ, lá nà nưa tán lá mái đỉnh xưa. Cô Thế Vinh nói rất say sưa về lịch sử cùng bao điều suy nghĩ. Cô chụp ảnh phải lòng ông quý. Mấy bức hình gần chỗ bà Kỳ Tông. Lòng quý thì đó. Ông quý là lòng cô. Ông cô phải lòng ông quý rồi, không phải lòng ông. Phân tán tìm chỗ giải quyết xong đấy, lại tập trung đi cùng một phía. Ngồi trên xe thấy sao thấm thía về nguyên nhân cách mạng thành công. Chợt đâu đây hương rượu thơm nồng đã tỏa khắp thùng xe như mời gọi. Phố Tuyên Quang chưa đông vui nhộn nhịp, nghe rất nhiều em đẹp đáng yêu. Di tích thành nhà mạc phong rêu, để hậu thế phải bao điều suy ngẫm. Rồi mỗi năm vào rằng tháng 8, hội đèn lồng khắc dấu ấn thành tuyên. Gái MB như có phép thôi miên, để thắng đen đứng hình không muốn bước. Chết thắng Hồng Xô trường mới đẹp, quý hình vào lịch sử rồi. Cam Hàm Yên lâu nay ngọt nước, để sánh cùng bưởi diễn năm roi. Ba chữ lồng cố đã dọn rồi, ngồi tám chín mâm không phân biệt. Ba cháu nhỏ bữa nay quá thiện, toàn món người lớn hợp mà thôi. Cháu mời để các ông xơi, đâu có đói cũng không sao bà. Dâu ngấm dần lên xe như ngả dạ. Bách một mình vất vả vượt đường xa, Bách thông cảm nhé. 16 giờ hơn đến trước cửa nhà của khách sạn Liên Khu 2 và 1.
bữa tối mồi nhìn chung khá tốt, gà chạy đồi cùng cá suối cá sông, rau cuốn thịt cùng với món rau rừng đã đem về những hương vị lạ. Chú Đông tìm kiểm tra tất cả, nhiều món rồi vẫn còn thiếu khoản dê, nên đã quyết mỗi mâm một đĩa. Mấy chị em đũa khều ngắm nghía chỗ các ông chỉ cộng xả bãi rơi. Đấy, ăn nó sạch vậy. Suốt đêm thâu mấy hội bài chơi để vợ nằm canh cô đơn chờ đợi, đêm khó ngủ mong chờ ngày mới được linh đinh du ngoạn trên bờ. Đèn phách tạ đoàn vào trước hết, thờ tướng quân lừng lẫy một thời, người hướng về từ khắp mọi nơi, lòng thành kính thắp hương tưởng nhớ. Trở lại tàu thấy mà bỡ ngỡ, chân vòng kiềng mấy bà nhảy vô tư. Đấy. Anh đáp xem cứ mãi gật gù, khen hội mình nhiều nhân tài thế. Cô Hoàng Hiền suy tư ngồi trên ghế. Thấy trang phục của chị em là người thì váy, người thì quần, người thì sót, màu thì cháo lòng, người là đỏ chặt, trắng phau. Một tour du lịch thành công và ấn tượng còn mãi cùng 5 tháng, còn mãi với thời gian khi chuyến đi đã được tập hợp thành video giá trị này. Let's Tour trân trọng cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Let's Tour. Quý khách du lịch Tuyên Quang, du lịch trong nước, ngoài nước xin liên hệ Let's Tour theo hotline hoặc Zalo 0904566444. Let's Tour, đến nơi bạn thích. Càng thêm yêu đời sau mỗi chuyến đi chơi. Hết.